Lại gặp anh Sơn đi trèo bồ kết về. Anh hái bồ kết về à? Vâng. Dây dây an toàn hay là cái gì đây? Bảo hiểm, bảo hiểm. À, dây bảo hiểm. Đây là cái quả bồ kết đây các bạn. Tức là anh Sơn anh hái cái quả bồ kết này các bạn này. Đấy, sau đó là phơi khô đi là bán. Đây cũng là cái nguồn thu nhập chính của nhà anh Sơn này. Đấy, cộng với là hái chè nữa. Xin chào quý thính giả, lại tiếp tục quay trở lại với những câu chuyện của anh Sơn. Thì qua những câu chuyện mà anh Sơn đang kể thì phải nói là nó là rất là logic. Nó có đầu có đuôi, không như lần trước anh kể là nó hơi lộn xộn. Thì qua cái quá trình anh Sơn anh kể chuyện á, thì thực sự là cũng làm phiền anh nhiều. Đấy, bởi vì là anh còn công việc của anh nữa, nên là ngày nào anh cũng phải bớt chút thời gian để anh kể những câu chuyện này. Anh Sơn là một con người rất là mạnh mẽ, kể cả là trong công việc, trong cuộc sống. Đó, mà tính cũng rất là bộc trục, mà cũng nóng tính. Đấy, nhưng mà thường... nhưng mà ngược lại thì lại rất thích trồng hoa, nên là vào nhà anh Sơn là rất là nhiều hoa. Đây, tôi quay sơ đây cho mọi người xem. Đây, anh Sơn rất là yêu hoa đó, có cả vườn hoa mà đang có dự định để trồng hoa xung quanh nhà cho nó đẹp nữa cơ. Còn đây, đây là cái ngôi nhà của anh Sơn ở đây, ngôi nhà. Thì để tiếp tục câu chuyện thì xin mời anh Sơn lại kể thêm những câu chuyện về lính của anh. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tôi lại tiếp tục kể cho bạn nghe những câu chuyện của cuộc đời lính của tôi. Chúng tôi sau khi năm 80 á, thì chúng tôi ở bên ngoài trung đoàn và chúng tôi rút vào bên trong trung đoàn. Tức là vào trong trung đoàn, cách trung đoàn khoảng 4-5 cây đó. Thì nằm ở đó bọn tôi gọi là suối lâu. Để cái trục đường 56 nó ai mà lính mình 339 thì khả năng đều biết hết suối lâu. Thì quá trình chúng tôi vào đó chốt và chốt đường rồi truy quét địch ở bên trong suối lâu á. Thì hôm đó tôi nói thật, tôi kể cho bạn nghe một cái câu chuyện mà đồng đội của tôi. Hôm đó là tôi với đồng chí Thắng và cùng một số anh em đi đi phục kích. Mà phục đêm. Đấy, phục đêm. Tại vì địch đánh quá nhiều và vào chốt nó đánh mình quá nhiều. Nó liên tục, cho nên là hôm đó là đơn vị tổ chức cả ngày cả đêm phải phục kích. Đấy, coi như là đi ra khỏi đội hình chừng khoảng hơn một cây số, tức là bên vòng ngoài để mà chốt phục kích địch. Tại vì thường thường địch phục kích cho một là về chập tối hoặc là gần sáng mai bắt đầu địch phục kích. Và bọn tôi có nhiệm vụ là phải chốt đêm. Thì đại đội tôi làm ra làm 3 chốt, mỗi trung đội 10 chốt, mỗi chốt là khoảng 3 người vậy đó. Có 3 người thôi. Thì hôm đó thì tôi còn nhớ là tôi với đồng chí Thắng, Thắng người Nghệ Tĩnh và đồng chí Thuần. Thì ba anh em thì ra coi như là ra chốt thì vừa bố trí đội hình chốt xong xuôi ấy, thì đồng chí Thắng bị rắn lục cắn. Rắn lục là loại rắn độc ở trong rừng. Mà ở chỗ chúng tôi rất chi nhiều rắn độc. Thì hôm đó thì khi đó là coi như là tôi cũng không biết làm sao cả, tại vì rằng cái cách chữa rắn lục là tôi không biết được. Thế thì ông Thuần ông mới bảo là tốt nhất garo lại, garo là cắn nó bắp đùi, bắp chân, thì buộc ở trên garo lại. Mà từ đơn vị tôi, từ chỗ tôi bị đồng chí Thắng bị rắn lục cắn vô đến đơn vị thì khoảng ngắn ngắt cây số thì cũng không nhiều một, nhưng mà ban đêm mỏm bẩm mãi bắt đầu bọn tôi garo lại, cái dây thắt chặt lại garo lại. Thì về đơn vị, về đơn vị thì đồng chí Thắng mình là có hiện tượng mình là bắt đầu xuống sức, thì là các độc độc ngấm trong trong người, mà khi đó chúng tôi đã garo rồi thì liên là lập tức đưa lên tiểu đoàn.
Và tiểu đoàn cho đội tá đưa vào 20 nhà. Tức là vào 20 nhà mà từ chỗ suối lau chúng tôi chốt vào đến 20 nhà khoảng 8-9 cây số. Nhưng mà cũng may được cái là vào đến sư đoàn các bác sĩ công nhận là cũng giỏi, thừa nhận giỏi. Coi như là cứu đồng chí qua khỏi cơn nguy kịch. Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện cũng đồng đội tôi tiếp. Đồng đội tôi á, là hôm đó chúng tôi có lệnh hành quân đi ra ngoài lách, tức là ngoài sư đoàn, để lấy để đưa các đồng chí thu dung, của tôi gọi là thu dung, ở như thế ví dụ như là sốt rét hoặc là bị thương hoặc là những người đi phép trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu. Thì hôm đó chúng tôi có lệnh là đi từ buổi sáng, đi mờ sớm, mà đi ra đến lách là tương đối xa, thì khoảng hơn 30 cây số gì đó, cho nên đường đi tương đối dài, mà đi không phải đi trên đường lộ mà phải coi như là phải men theo đường lộ, tức là cách đường lộ 50 mét. Mà ở đó thì như các bạn, tôi cũng kể cho các bạn biết là ở đó bắt đầu là cây cỏ, ở đó cái cây cỏ nó tốt lắm, cho nên vừa đi vừa phải đạp đường để mà cho anh em đi. Thì cái đoàn chúng tôi đi á là có hơn 10 anh em, 11, 12 anh em, 12 anh em. Để đi để nhằm mục đích là coi như ra đưa các đồng chí vào, bảo vệ các đồng chí vào trong tiểu đoàn. Mà cứ đó có cả coi như là toàn bộ người của trung đoàn hết. Tức là cả ba tiểu đoàn đều có anh em mà chúng tôi có nhiệm vụ đưa anh em ra vào. Thì chúng tôi đi gần một ngày trời, tức là coi như mãi đến tối mò mới ra đến sư đoàn. Ở đó một đêm. Đó một đêm thì cái đội mà thu dung á thì đi vào trong khoảng hơn 20 người vậy đó. 20 người thì chúng tôi đi bắt đầu lại cắt đường bên tay lúc bọn tôi đi bên tay phải, nhưng lúc về tôi lại phải đi bên tay trái. Tức là không đi đường cũ nữa mà phải liên tục mở đường mới để mà đi. Đấy. Cho nên cái khó khăn của anh em chúng tôi là cực kỳ khó khăn. Phải nói là gian nan vô cùng luôn, mà đi một đoạn đường, đi một chặng đường 30 km vừa đi vừa mở đường là các đồng chí tưởng tượng là như thế nào rồi. Đấy, khổ chúng tôi chưa, cái khó khăn, cái khổ chúng tôi chưa từng có luôn. Lúc nào cũng phải có người đi vạch đường, mà cứ vạch đường khoảng 3 cây số, 4 cây số là cứ phải thay nhau để mà vạch đường. Đấy. Thì tôi đi, chúng tôi dẫn về á thì qua được trung đoàn này. Một số anh em các cái tiểu đoàn nằm bên ngoài đó thì giao cho tiểu đoàn luôn. Thì còn lại một số anh em của trung đoàn với của tiểu đoàn 4 đội đó, thì còn lại khoảng 7-8 anh thôi. 7-8 anh là gửi lại hết. Thì hôm đó thì tôi vừa vượt qua trung đoàn chừng khoảng 2 cây số, hơn 2 cây số. Thì hôm đó không biết làm sao, coi như là tôi thì là trung phó, mà đồng chí của tôi là anh Quốc, tên anh Quốc, anh ấy người Bình Trị Thiên, như nào gọi là tỉnh Quảng Trị. Thì anh Quốc á, thì tôi cũng nói sơ qua là anh Quốc đối với tôi rất chi là thân thiện, và tình cảm anh em chúng tôi là như anh em ruột luôn. Và có những kỷ niệm mà tôi đã từng về nhà anh Quốc rồi, mà tôi nói thật là tôi đã nghèo rồi, nhà gia đình nhà tôi đã nghèo rồi, đã khổ rồi, nhưng tôi về nhà anh Quốc lại càng, tôi thấy càng khổ thêm. Cho nên tôi có một cái ấn tượng rất chi là sâu sắc đối với anh Quốc. Mà cái tính cách sống của anh Quốc á, thì như một người đàn ông luôn. Đấy. Thì đi đang cắt đường đi thì nói chung là gần đến đơn vị và gần đến 20 nhà rồi. Đấy, chúng tôi cũng chủ quan. Tại vì cái khu vực đó là toàn bắt đầu là vô cái khu vực rừng rậm, hết rừng cây dầu rồi. Tức là rừng rậm luôn. Mà cái khu rừng, cái khu dọc men đó là toàn những cái cây, coi như là cây song, cây mây, rồi những cây hèo. Những bụi tra ga rất rậm. Phải nói là dây chẳng chịt luôn. Mà cái khu vực đó là coi như từ đó vào đến khu gần 20 nhà là gần như dày chẳng chịt luôn. Cho nên là anh em chúng tôi là không thể bàn với nhau là coi như ra mặt đường đi. Bàn với nhau ra mặt đường đi. Thì coi như là đi ra thì bắt đầu quyết định cắt, coi như là ra mặt đường đi để đi. Đi thì hôm đó thì có ba đồng chí, hai đồng chí đi trước. Rồi đến tôi là ba, ông Quốc đi sau lưng tôi.
Tức là cách tôi, cách cự ly chừng khoảng 3 mét thôi, đằng sau đó. Mỗi anh cách nhau 3 mét với đội thung dung cứ đi xen kẽ với nhau. À, cái đội thung dung nó đi xen kẽ với chúng tôi. Thì vừa cắt ra mặt lộ chỉ có không đầy 15 mét. Ông Quốc cũng dầm mìn luôn. À, dầm quá mìn. Thì hai người đi trước với tôi đi trước nữa mà không dầm. Mà ông Quốc cũng đi cũng dính quá mìn. Quá mìn nữa là quá mìn KB2. Có mình có là quả mìn KB2, tại vì tôi xác định quả mìn KB2 là ví thế này này. Nếu là mình giết hoặc là mình dám nổ thì hắn chỉ cụt chân bên dưới thôi. Mà cái lượng mảnh, lượng sát thương là hắn không có mấy, tại vì hắn nổ hắn quay đi hình phễu. Cho nên quả mìn nữa là tôi xác định là quả mìn KB2. Hắn bật đít ông. Thì tôi nghe cái rầm cái. Rầm cái thì tôi không biết đầu đuôi, tôi nhào lên cái cây dầu. Nhào cái dầu thì tôi nằm, tôi ổn định là tư tưởng, ổn định là bắt đầu có 5 phút tôi nhìn ra thì thấy ông Quốc cũng nằm ở trên đường rồi. Mà ông không la tiếng nào hết. Ông nằm trên đường. Ông nằm trên đường thì khi tôi lao liền ra thì coi như là ông, anh Quốc anh nó bị một, coi như hắn cắt gọn như thế là lấy dao chặt ngang bắp đùi. Cái gần đít. Còn cái chân bên đây là coi như là bị tước cái từ dưới, coi như tước hết. Lột hết thịt lên đến gần đầu gối. Đấy. Lên gần đầu gối. Thì chúng tôi mới dồn dây võng lại. Hai dây võng. Một dây võng garo. Nhưng mà nó chính xác là cái chân bên tước này thì lại dễ garo. Nhưng mà cái chân mà anh nó bị cắt ngang đùi này. Rất khó garo. Và bọn tôi loay hoay mãi cũng không biết cách garo kiểu chi hết. Coi như là dùng dây võng. Coi như là bắt chéo từ đây. Bắt chéo ngang háng này. Bắt đầu tôi chặt một đoạn cây. Tôi đánh quại lại. Coi như là tôi đưa lỏng, bắt đầu tôi dùng cây tôi xoắn. Tôi xoắn. Thì anh ấy cũng, lúc đó anh cũng to con. Đậm người. Đang tỉnh. Đang tỉnh bơ luôn. Thì khi tôi lao ra thì tôi đang làm thì ông cướp liền súng của tôi. Ông nhìn xuống thấy hai cái chân ông như thế, bắt đầu ông cướp liền súng của tôi. Ông bảo, ông bắt đầu ông la làng, ông bảo tao đi để cho tao chết. Để cho tao chết, tao không sống được. Thế là bắt đầu ông khóc. Ông khóc bảo là ông nghĩ đến bố mẹ ông khó khăn như thế nào nọ, về ai nuôi ông. Nghĩ như thế. Ông bảo về tao sống như thế nào, tao không sống, để cho tao chết. Thì tôi lại chụp cái khẩu súng. Tại vì khi ông bị là khẩu súng ông văng ra. Cho nên ông lại, tôi chụp khẩu súng của tôi. Tôi bảo ông không thể, coi như là anh không bắn thế được. Anh em coi như là đồng đội, các anh đang bên cạnh anh. Đấy, đang bên cạnh anh, bắt đầu ông chụp lấy khẩu súng là ông định tự sát. Ông bảo tao như thế là để tao chết. Đấy, ông nói thế. Coi như là tôi với Garo lại thì nói thật mà nói là cái chỗ đùi thì không Garo được. Tại vì cái động mạch chủ rất chi là to, cho nên là hắn không, nó lắm thịt. Cho nên không thể Garo được, không thể cầm được máu. Cầm được máu thì anh em chúng tôi bắt đầu, khi đó bắt đầu đổ mưa. Hắn đổ mưa phải nói là cực kỳ to luôn. Mưa một cái cho đến coi như là đến tối mò luôn. Thì hôm đó thì coi như là chúng tôi là cả mấy anh, còn 8 anh bên thủ dùng với 12 lính chúng tôi nữa. Thì lúc đó là bắt đầu là tiếp tục coi như là phải lại garo lại, bỏ ông lên võng. Bỏ lên. Hỏi ông là ông tỉnh như sáo sậu luôn. Thì đến ông giàu đi được một khoảng 2 cây số thì ông bảo thế này. Tao chết, bằng giá nào mày cũng về nhà tao. Đấy, tôi nhớ câu mãi. Mà tôi sau này tôi ân hận mãi. Mà nói thật mà nói là hơn 40 năm trời là tôi không về được quê nhà anh. Thì trên đường chúng tôi bắt đầu khiêng á. Bắt đầu khiêng thì phải lại tiếp tục lại phải đi vô trong rừng. Mất 3 cây số coi như là luồn cái rừng già đó. Chứ ra là cái rừng cái thằng giàu. Đấy. Không dám đi đường lộ. Không dám đi đường lộ nữa. Đi luôn trong rừng, ra đến đi trong rừng đó. Mà bị lúc đó tầm khoảng cỡ hơn 4 giờ rồi. Mà lúc bắt đầu hắn mưa. Mưa rồi tôi nói thật là tôi lúc đó tôi hùng lắm. Tôi quát tháo tự động. Tôi bắt anh em mà lính mình thì yếu. Đi cả ngày rồi. Anh mua anh ấy là rù chân rù cẳng hết rồi. Mà không ấy thì bắt đầu là anh em cũng phải cũng cố gắng nhiệt tình. Cộng thêm mấy ông thu dùng này, khiêng.
mà khiêng về chạy một cái coi như là phải đến chập choạng tối, tức là thì khoảng cỡ 5:30 chứ đó, thì khiêng vô đến ở chỗ khiêng về 20 nhà. Thì cái trên đường đi xuống cái suối bắt đầu qua cái cầu này, tôi nhớ qua cái cầu thì anh em không chạy qua được. Tôi lại tôi chụp đấy, tôi cõng luôn. Tôi cõng luôn thì coi như là vừa đặt ông vừa đặt anh Quốc lên trên trên bàn phẫu thuật. Thì anh ngáp ba cái anh chết. Ngáp ba cái là anh chết. Trước khi chết anh không nói không rằng chết. Thì anh ngáp là anh không nói không rằng chết. Anh cứ im đi đó. Thì anh chết rồi á, thì chúng tôi lại lấn quấn ở đó. Đáng lẽ là phải là mình đội tải đi chôn thôi, nhưng chúng tôi đang ở đó, cho nên ở cái bộ phận quân y á, cái điện cho cái bộ phận đội tải trực thuộc á, bên cạnh á, thì người ta khiêng đi là đưa đi đi chôn. Thì hôm đó là tôi cũng được đi chôn, vừa chôn mà vừa đi bảo vệ để cho anh em đào huyệt. Mà chủ yếu là anh em tôi là chủ yếu thôi, nói thật. Còn các bộ phận đội tải họ khiêng đó thì họ cũng bình thường thôi. Và chúng tôi được đi chôn. Thì chôn thì còn nhớ là khi chôn anh Quốc á, là ở khu vực cách 20 nhà khoảng cỡ 1,5 cây đó. Tại vì khi 20 nhà cái đội phẫu nằm ở tay phải ấy, nhưng mà tôi lại phải khiêng quay ngược ra, đơn vị quay ngược ra chừng khoảng 1,5 cây đó, thì cái vô cái mặt trục đường 56 thì mình bước qua cái trục đường 56 vào đồ chôn anh trên cái một quả đồi. Thì hôm đó là nói thật mà nói khi anh chết bắt đầu anh bị đó, thì mưa đến tối luôn. Là bắt đầu tối 6 giờ tối rồi bọn tôi vẫn phải đi chôn. Không để được sáng mai. Thì lên đó coi như là cho một số cảnh giới còn một số anh em đào. Mà tôi còn nhớ hôm đó đào á là vừa đào vừa mưa. Mà cứ đào cái hốc thì nói chung là hắn cũng không được to như ở quê mình đào đâu. Tại vì anh không được đào thì khi đào sâu xuống lại vướng đá này. Cũng đá to lắm. Cho nên vừa đào là phải vừa moi. Tại vì cái phương tiện đào hắn lâu nữa. Phương tiện hắn đào hắn lâu nữa. Cho nên là khi coi như có những đá lật lên. Lật lên thì coi như là đặt anh xuống. Thì trước khi mà bỏ anh vào túi bóng á. Thì tôi còn nhớ là cái lúc đó là hắn... À, họ có một cái túi bóng con bằng ba ngón tay này để cái giấy tờ, tức là anh những ngày tháng năm sinh, những ngày hy sinh, đơn vị nào, quê quán nào, là coi như hắn toàn bộ ở trong cái giấy đó. Lại có một cái túi bóng nữa người ta gắn lại để đút một cái túi bóng to của anh, để đút vào ngực của túi áo của anh luôn. Đấy. Thì hôm đó thì chúng tôi chôn thì vẫn cứ mưa tầm tã như đó. Thì chúng tôi đặt xuống đào xuống khoảng 70 phân. Được có 70 phân thôi. Nó chính xác có 70 phân. Nhưng đặt xuống là coi như là nước là lồng bồng nó lại nổi lên. Hắn có túi bóng. Hắn lồng bồng nó nổi lên. Chứ là tôi phải vác một cục đá. Tôi nhớ là tôi vác một cục đá. Cũng to đó. Nó ngang gần như cái thùng sơn luôn. Tôi chặn ngang người anh. Chặn ngang người là bắt đầu anh em đi lắp lại. Lắp lại nhá. Lắp lại xong hoàn chỉnh, chôn xong hoàn chỉnh. Thì đã 7 giờ tối. Mà chỗ anh chôn đó tôi còn nhớ là có 4 cái mộ. Anh ấy là người thứ 5. Tại vì 3 cái mộ phía sau với 1 cái mộ bên cạnh. Tôi chôn tiếp vô cái mộ bên cạnh nữa, là cái hàng đằng trước. Đây cái hàng đằng trước. Thì tôi chôn xong thì ngày hôm đó là chúng tôi mới về đơn vị. Về đơn vị thì từ cái chỗ chôn anh Quốc cho đến chỗ suối Lau là khoảng 7 cái số nữa. Bọn tôi lại phải cắt rừng. Mãi đến 9 giờ đêm đi về đơn vị. Đấy, đi về đơn vị. Thì cái câu chuyện mà có người đồng chí của tôi và đồng đội của tôi hy sinh á, thì nói thật với các bạn là đối với anh Quốc, đối với tôi á, hắn là một cái kỷ niệm tôi không bao giờ quên được. Tại vì một cái ấn tượng của tôi là từ gia đình rồi đến từ đồng đội, từ khi huấn luyện với nhau rồi, từ khi mà coi như là anh Quốc đối với tôi như thế em ruột luôn. Như em ruột luôn. Tôi sốt rét nhá. Tôi sốt rét mà. Ông Sang đút cho tôi từng thìa cháo một. Quốc nữa. Đút thìa cháo một động viên. Ông còn nhớ, tôi còn nhớ một cái câu mà ông nói, ông động viên tôi đến cỡ như này. Mày lấy em gái tao á thì mày, tao nói mày phải nghe. Mà ông vừa đút cháo, ông vừa chửi tôi luôn. Tôi còn nhớ một luôn. Nên khi anh chết á, tôi ngồi tôi khóc.
Tôi nói thật luôn, tôi ngồi tôi khóc luôn. Tôi tủi ngủi tôi khóc luôn. Đấy. Mà các đồng chí đồng đội tôi cũng khóc, nhưng mà đối với ông Quốc là tôi nhớ nhớ mà tôi khóc mấy ngày trời luôn. Tôi cứ nghĩ đến ông để tôi thương ông. Tại vì khi tôi trở về, khi Tết anh em cùng về, tôi về trở về thấy hoàn cảnh gia đình nhà anh, phải nói là tôi thấy không có cái khổ một khổ bằng cái gia đình nhà anh Quốc. Tại vì ngày Tết mà chỉ có mấy cái bánh sắn á. Mà con đông 6-7 anh em, hai ông bà già, hai cái nhà tranh. Đấy, mà tôi nhớ một luôn, mà tôi nghĩ đến anh Quốc mà tôi thương anh. Tại vì anh Quốc là người con đầu. Đấy, người Quốc là người con đầu. Mà khi anh em nhà chúng tôi á, đi ra bắt đầu từ nhà anh trở về đơn vị á, anh đã có người yêu rồi. Anh đã có người yêu rồi. Tức là chỉ được có mua về đến nhà để mua được có cả từ ngày 3, từ ngày mùng 29 Tết cho đến ngày mùng 6 Tết anh em tôi đi rồi. Chỉ có 7 ngày trời thôi. Mà cũng có người yêu. Mà tôi còn nhớ là cái bà đó là, cái chị đó là tên Lương. Chị tóc tốt. Tóc tốt ngàn lít. Rồi bắt đầu là hai anh chị đi vừa khóc. Ông lúc bắt đầu lên tàu, ông lên tàu là bà cứ rơ và bà ngồi và khóc. Rồi đi hai đứa, cứ hai anh chị là cứ thì thà thụt, vừa đi vừa khóc. Đấy. Mà tôi thì lúc nó nói thật là tôi đang vô tư lắm, tôi đang trẻ con lắm. Nói chuyện yêu đương là tôi chưa có đủ, coi như không có yêu đương, như tôi cũng biết yêu đương cái gì. Lúc nó tôi vô tư như con nít luôn, có nhận yêu đương là tôi chưa có một. Lúc đó tôi 18 tuổi. Đấy, 18 tuổi. Tại vì cái chuyện các bạn nghe đó là đồng đội của tôi. Những người đồng đội của tôi. Đấy. Trong đó thì coi như nào là rắn cắn này, nào là sốt rét này, nào là hy sinh, coi như là ở trong đó chiến trường là không đánh nhau mạnh. Mà cái khổ của những người lính chúng tôi khi đó bắt đầu là hắn hành hoành chúng tôi. Đấy, hắn gấn của tôi ngồi nói chuyện với nhau là coi như là hắn đủ thứ trên đời, coi như hắn vây quanh chúng tôi luôn. Cái khổ, hắn khổ không từng có luôn. Đấy. Đi một bước là coi như là ra đi truy lùng truy quét địch thì thú rừng này, vắt cắn này. Ăn uống thì khổ sở này. Hắn đủ thứ trên đời luôn. Mìn thì lúc mỗi lần đi truy quét đi địch thì coi như là anh em chúng tôi bắt đầu là từ đầu năm 80 trở đi là bắt đầu là ăn mìn đó. Nhưng mà quyệt quệ nhiều vì sốt rét. Tại vì anh em cái sức người, cái người sốt rét, không biết các đồng chí có biết không, những người sốt rét thì hắn gần như là người chết đi sống lại, người coi như là như kiểu mà cái xác thịt không. Có những anh là coi như là thần kinh. Sốt xong rồi bắt đầu bật dậy, tự nhiên bật dậy bỏ chạy. Thần kinh nên chạy. Thì cứ bình quân là cứ chiều lại là bắt đầu giật cho lần. Thì giật lại có anh em ở đó nọ. Thì người ta dùng thuốc cho uống. Rồi nếu nặng thì đem lên tiêm quinine. Thì mỗi lần tiêm như thế đó, thì coi như là lại phải 7 đến 10 phát một đít. Kìm nó dài đi này. Nó thọc lúc kìm nó bằng hòn bơm. Mà mỗi một lần tiêm nó thấp nhất cũng phải tầm gần một tháng thì mới đi vững vàng được. Tiêm xong là chỉ có chống gậy thôi. Có lắm anh bò luôn. Đồng đội coi như là gần đồng đội được, nhưng mà anh nào mà chưa kịp đi bệnh viện là như thế. Tức là tiểu đoàn cũng tiêm được, nhưng mà tiêm quinine. Vì uống thuốc chloroquine. Thì uống cái thuốc đó thì nó thật mà nói là cái thuốc đó là hắn vàng vàng, coi như là uống xong là mắt vàng khè hết, nước da vàng như nghệ luôn. Vàng như nghệ luôn. Còn bản thân tôi là bị châm vô đít, cũng 10 phát vô đít, nhưng mà tôi châm xong là tôi tập, tôi có nghị lực cao lắm. Tôi tập có 15 ngày rồi, tôi đi được. Đi được thì cái những trước mắt là đang tập đi thì phải cũng vừa đi vừa chốt. Chốt được khoảng gỡ một tháng sau lại tiếp tục để hành quân, lại truy lùng địch, lại đi tìm địch đánh.